À, chào cả nhà. Thì sau khi mà đoạn clip của mình khi mà livestream á, nói là bức xúc, giống nói về cái việc mà cái cô Ngọc Đỗ khi khổng hay không mà tự nhiên cái chửi mình. Thì trong đó cô Hồng cũng là fan hâm mộ, với lại cô Trang cũng là fan hâm mộ của mình. Thì hôm nay thì cô có giống như là hẹn mình trước một ngày, thì để giống như là muốn gửi đôi lời đến những cái người đó. Thì sẵn tiện á, thì cho con hỏi trước cái nè cô Hồng. Thì cũng có một vài người á, người ta giống như người ta quan tâm, người ta sốt ruột á, thì cái việc mà hai mươi mấy mười mấy con chó gì đó còn lại á, thì không biết bây giờ là mình tìm cách mình cứu như thế nào hả cô? Cái này Trang nè, là Trang á, là ở kế bên á, là Trang là cô Trang là mỗi ngày cho ăn. đúng rồi, là Trang là mỗi ngày cho ăn. Mỗi ngày cho ăn thì Dạ. cô nói mấy chó là người ta để người ta nuôi, để Ừ. cho từng nhà mình không có cứu được, còn khả năng người ta thì người ta không có cho nó ăn. Ừ. Nói chung ra nó ăn thì nó ăn, chứ người ta không có cho ăn. Thì cô hồi nào giờ cô cho nó ăn đây cũng mấy năm rồi đó, Dạ. à, cô cho nó ăn không à, đó ít nhiều cô cũng phải cho nó ăn chứ Thì sao nó bỏ thính giả người ta nghe khi mà đoạn clip con lên á, đó. thì người ta nghe nói giống như là hàng xóm vừa thả ra là bị cái bà hàng xóm kế bên bà thuốc. Đúng rồi, Thì bây giờ cái những cái người chị, những cái anh đó, người ta sốt ruột, người ta hỏi là bây giờ địa chỉ đâu, hay là giờ có bán bao nhiêu không, người ta mua. không người ta không có Thì bán bởi vậy nếu mà như vậy thì thành ra là từ sẽ chết từ từ. thì đó thôi. Giờ cũng biết nói sao, giờ giờ chủ người ta không bán, mà Dạ. giờ cho ăn thì người ta cũng không có cho nó ăn, Dạ. mà cô cho ăn không à. Dạ. Đó là khi có ít nhiều, bữa nào cô cũng đi xin cá xin mồi ngoài chợ, còn bữa nào có tiền thì mua đồ ăn cho nó ăn ngon, còn Dạ. không có thì cho nó ăn dở Dạ. chút Bây giờ vậy đó. nè, tất Dạ. nhiên là cô á, nói thiệt cô hay cái tin này là cô không có ngủ yên, cô ngủ không có yên, thành ra là cô mới hỏi Trang á, là bây giờ muốn vô cứu, thí dụ muốn vô cứu tụi nó đó là mình phải tìm cách. Thì Trang này mới nói là bây giờ những con đó là cột không à, Dạ. nhưng mà có bữa hổm cô qua là cô thấy có ba con nó đi ra, thì hai con là nó bị thuốc chết rồi Dạ. đó, là bây giờ còn một con là nó được đi ra đó. Dạ. Thì cô với Trang đang bàn kế hoạch là để cứu con chó đó, Dạ. nhưng mà bây giờ là không biết là cho nó thuốc mê hay sao. Bây giờ bí mật rồi. Sợ 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 chủ biết rồi. Thì bây giờ cũng khổ lắm, bây giờ là mua cứ thì không bán, dạ như cô bọn nó hiểu dạ không, nếu mà dạ cô không ở thì nhà sau cũng vậy hết á dạ đó. Đó, ông xã con không có muốn phiền phức cho hàng xóm. dạ Nói chung là bây giờ là mọi sự tùy duyên đi ha cô ha. Con giờ cô một bữa nào cô qua con niệm Phật cho Phật độ cô, là cô cho ăn cho thương khỏe là thôi. Bây dạ giờ cô xin dạ phép, cô không biết làm sao, mà dạ cô không có ăn á, cô cũng sốt ruột. là bây giờ là thiệt tình là ai cũng sốt ruột hết á, Dạ. là những con chó là nó tội lắm luôn. Nhưng Dạ. mà cái này là nhân vật chính nè, tất nhiên là cái cô này á, là sẽ mỗi ngày sẽ vô tận trong nhà đó, nhưng mà rất là khổ, mỗi lần vô là bị chửi bị nói nặng, cũng phải chị này là chị phải động viên Trang, giống như nói phải cố gắng lên, chứ nếu mà mình cứ cứ bị ta chửi là mình buồn á, là mình không qua nữa Dạ. là một bầy chó nó sẽ đói Dạ. đó. Thành ra là bây giờ là cái trách nhiệm đè trên cái đôi vai này nè, Dạ. là em này là đích thân mỗi ngày đều vô cho tụi nó ăn đó, Dạ. nhưng mà khổ lắm. Cái dịch bệnh này nào là giống như là không không có đi đâu được á, là đi Dạ. lượm mồi, Dạ. Đang nghỉ rồi, đó nghỉ hết trơn luôn. Bây giờ Dạ. mà cô đi mua được có 3 ký mà không có ngon nữa, cái Dạ. cô Mua xin đầy gan cá rồi mang cá rồi đó. Dạ. Cái gì cô kho cái cô múc cho thì tụng tụng tới ăn tới nay đó, chứ ăn Dạ. miếng chứ không có mời. Còn Cái gì còn cái người đàn bà, cái người phụ nữ gì mà sát bên nhà, giờ mình không có biện pháp gì để không mình. không bắt được tay người ta thôi, mình cô không nói là để có cô quay, cô chụp hình không cho đi cho ghê, là Trang này sợ ai. sợ Không là được. mất công, là động á, bứt Dạ. dây động gừng á, là Dạ. sợ là
khi mà tới tay một cái là Trang không vô được luôn à. Cái bầy chó trong đó chỉ có chết thôi. Dạ. Nó không có cho ăn. Dạ. Là Lê biết không, cho ăn gì? Nó chiên cái nước dầu cá đó. Dạ. Thì nước đang nóng như nè, nó đổ vô cái chén cho mấy con chó ăn. Dạ. À, nó đói, nó đang đói, nó nhào lại, nó liếm vô một cái phỏng lưỡi đó Lê. Trời ơi. Nó nói không à, vừa thấy đổ em đem đổ mà không cho. Thì chứ sao thì... nhiều khi nó ăn nó bị ra tử á. Cô thấy đổ rồi cô đem đổ mà cô. Bây không giờ nói ăn. Chung ra là Trang này là bây giờ là ráng kêu là gán hết sức mình để nó nghe là nói cho khán giả biết là đỡ lo. Giống như mình nuôi nó từ hồi trong bụng mẹ. Dạ. Lúc mẹ nó thì cũng có con qua đời rồi. Dạ. À, vậy cái lúc nuôi đó, con lớn nó bỏ ra cái con nhỏ của cô cũng nuôi hoài vậy đó, mấy dạ. năm rồi. Dạ. Một cái nó đỡ ra, cái nó cũng cho. Dạ. Tặng mấy người nào mà thương á. Dạ. Cô cho chứ cô cũng theo dõi còn ta có thương không? Dạ. Cô bắt về. Dạ. Cô kiếm nó chỗ khác không cho. Thì hôm nay á. À, cô Hồng với cô Trang ha thì cũng đã hẹn với con với một ngày thì không biết là hôm nay cô Hồng có góp ý kiến hay là gửi đôi lời gì đó thì con không biết là về cái việc gì ha cô Hồng ha. Thì hôm nay á cô nhà cô cũng xa lắm, cô cũng bây giờ đang dịch nè. Dạ. Mà cô nói thiệt không có cái gì mà cản bước cô được là cô coi cái clip mà Phi Lê mới đăng á, là giữa đêm đó. Dạ. Giữa đêm mà Phi Lê bức xúc á. Dạ. Thì cô á, cũng gán cô qua bên đây để cô nói cho cộng đồng mạng hiểu giùm Phi Lê. Dạ. Đó là cô đã theo dõi Phi Lê rất là nhiều clip rồi. Dạ. Đó. Thì cô á, chỉ mong á, là bây giờ chó mèo là bỏ khổ tràn lan luôn. Cô nè là cái người là hồi xưa là cô khá giả lắm, là bao nhiêu tiền của cô á, là cô đi vô lò chó nè, mỗi một con chó như vậy là 2 triệu mà một lần cô vô á là cô cứu mấy chục triệu ra, mà cứu giết mà bây giờ cô nghèo luôn á. Cô có nói thiệt là bây giờ cô hả, cô muốn cứu nữa cô cũng giống như là phải chịu thôi. Dạ. Thấy mà ao lòng lắm mà không cứu nổi tại vì hết tiền rồi. Dạ. Thành ra là nói chung ra là cô coi cái clip mà cái cô Đỗ Ngọc gì á nói á, thì nếu mà chị á, em không biết là chị Đỗ Ngọc chị bao nhiêu tuổi, nhưng mà em á hôm nay em lên cái clip này nè là em muốn nói cho chị hiểu, nếu mà chị có cái tâm á, chị thương những con vật á, thì chị nên động viên Phi Lê. Tại vì Phi Lê là một người mà giống như là cả bây giờ là nói đúng ra là cả Việt Nam này chỉ có Phi Lê là hả gian rộng tay thôi. Tại vì tôi á đã từng cứu bao nhiêu chó trong lò cũng có, mà tôi cũng liên hệ với các hội, tôi cũng biết là khi mà tôi gọi á, là họ không bao giờ họ tới cứu hết trơn á, các hội khác á, nhưng mà Thi Lê là lúc nào cũng giang tay ra. Thành ra tôi hôm nay tôi lên cái clip này á là tôi muốn chị hiểu đi, chị đừng có nói thí dụ như chị có tâm, chị có thương mấy đứa nhỏ thì chị giúp ít gì một cái gì vô, giống như là bỏ một chút công sức gì cũng được để giúp cho mấy con vật này nó khổ dữ lắm rồi, đừng có làm cho Phi Lê phải nhục chí nữa. Ví dụ Phi Lê đang vừa cực khổ, chị có biết không, tôi nè, em này nè, là với lại những cái clip khác là toàn là đem chó đến đây, Phi Lê không lấy một đồng nào hết, chị hiểu không? Thi Lê không lấy một đồng nào hết, mà Thi Lê còn hỏi là mấy con chó này bao nhiêu tiền Thi Lê trả lại, chứ không phải là Thi Lê là người mà tham tiền như chị nói đâu. Đó thì thôi bây giờ tôi không có nói nhiều, tôi chỉ mong là chị hiểu, chị phải suy nghĩ là chị thương giùm mấy con vật này, chị động viên Thi Lê đi, chứ chị đừng có kêu là chị không thấy gì hết mà chị cứ. Với lại Thi Lê cũng không có không có gây hấn gì với chị, mà chị là chửi cứu mạng này nọ thì tôi thấy tôi cũng khó chịu lắm, bức xúc lắm. Thì tôi khuyên chị bây giờ đang vịt Covid nè, đó là không biết ai sống ai chết nữa đó, tôi nói thiệt. Bây giờ chị cũng cố gắng đi, chị làm một cái việc thiện gì đó, hoặc là chị không làm được thì chị để cho Thi Lê làm,
chị đừng có làm cho Nhi Thi Lê vừa phải lo cho đi cứu chó xa cỡ nào cũng đi, rồi về là phải cho nó ăn uống nữa, lo bệnh hoạn nữa. Bây giờ tôi nè, tôi nuôi 8 con chó với lại 6-7 con mèo hoang, mà bây giờ tôi muốn đi du lịch, tôi muốn đi đâu tôi cũng không đi được. Là tôi biết Thi Lê là 300 con là không bao giờ Thi Lê đi đâu được. Rất là khổ. Thành ra tôi chỉ mong chị á, là chị trước khi chị nói gì chị suy nghĩ đi. Đó bây giờ là chưa biết sống chết như thế nào, con người đó nha, chứ đừng nói con vật. Nè con nói thiệt nha, con gọi đủ thứ chỗ mà không ai nhận, chỉ có Lê là nhận thôi đó. Dạ. Cô gửi bao nhiêu Lê cũng dằn dằn ta dặn nó bé hết. Dạ, cô dạ rất cô. Rất là kính nể con luôn á. Dạ, dạ con cảm ơn hai cô nhiều. Thì con là rất thương động vật, con có chịu bệnh như vậy nè. Dạ. Con nói thiệt cực lắm á, lớp cho con là lớp cho lớn, cực chuyện lắm chứ không phải là sung sướng đâu. Chị Lê á, là bao nhiêu lần á, là tụi tôi á, là đem chó con mà mẹ nó mới bị thuốc đó, là đem qua đây là Chị Lê phải cho bú từng ngày, nhưng mà không phải là tôi không biết đâu nha. Tôi là người đã từng đi lượm mấy con mèo mà người ta bỏ chưa mở mắt, tôi cho bú hả, nói thiệt, một ngày á, chó hoặc là mèo phải cách 2 tiếng đồng hồ cho nó bú một lần, là cực dữ lắm chị ơi. Chứ chị đừng có nói giống như là chị nói Thi Lê vì tiền này nọ, là trước khi chị nói thì chị phải có chứng cứ đàng hoàng chị mới nói, chứ nếu chị nói vậy là nghiệp miệng đó, là từ cái miệng mà giống như là dịch bệnh nó cũng vô cái miệng. Thành ra bây giờ em khuyên chị là chị nên suy nghĩ lại đi, và chị thay đổi cái cách nói, thay vì chị nói xấu Thi Lê thì khi nào có chứng cớ thì chị nói, còn nếu không có thì chị suy nghĩ lại đi, và chị rút lời nói của mình lại thì nó vẫn còn kịp đó chị. Nếu mà mình, người ta đang làm việc tốt mà mình không động viên người ta, mà người ta đang luôn sơ bô, người ta đang khổ đó. Mà tại sao mà chị cần làm cho người ta rối lên đó. Thành ra chị suy nghĩ lại, chị đừng có nói vậy nữa. Thi Lê cũng đâu có gây thù chuốc oán gì với ai, còn là Thi Lê giúp đỡ những con vật thôi. Thì bây giờ mình là con người, con vật nó khổ lắm. Thành ra mình là con người, mình lớn, giống như cái bậc của mình á, là cao hơn con vật. Thành ra bây giờ á, mình thương nó đi, mình giúp đỡ cho nó đi, đâu có biết được đâu, sau này dữ lỡ mình không có tạo phước nhiều á, mình đầu thai làm vô con vật á, mình sẽ mới biết được. Chỉ có là mình quán đổi mình là nó thì mình mới hiểu được nó khổ như thế nào. Bây giờ nói thiệt, cả cái nước Việt Nam này thôi, không có tính là nước ngoài nha, là bao nhiêu người có tâm để mà cứu mấy con chó này. Thì đó. Con nói cho cô Hồng biết á, với cô Trang luôn, chẳng hạn như cô Ngọc Đỗ đi, như nói về cái cô Ngọc Đỗ nè, thì nói chung là con cũng nghe nhiều về cô rồi. Nhưng mà giống như là những lần trước, giống như là con, cái máy ấm con nè, thường xuyên giống như là nhiều người nói chung là cũng ganh ghét lắm. Là tại sao, con cũng nói thẳng luôn, con cũng nói thật luôn, tại tất cả các mà trạm cứu hộ chó mèo á, chưa có dám ai mà bỏ tiền ra mua 2 miếng đất để giống như là đóng góp mạnh thường quân để xây dựng lên. Toàn là người ta thuê không à, ta thuê đất, ta thuê trạm không à. Thì không biết là vì cái sự ganh ghét đồng tiền hay như thế nào không biết. Nhưng mà giờ con hỏi cô, hai cô nè, chứ hàng như cô Ngọc Đỗ đi, hàng như con đơn giản thôi, không phải con hay là một cái trạm khác đi, chắc con nghĩ chắc cô Ngọc Đỗ cũng nói xấu nhiều trạm rồi. Không, cái này con nói thẳng luôn á, con nói thẳng trên mạng luôn á, con không sợ. Ví dụ con hỏi cô, ví dụ một cái poster nào đó đăng lên một cái con bé cần mổ cục bú đi, mà chỉ cần cô Ngọc nói người ta như vậy, post người ta như vậy, mà nhiều khi người ta không có, mà cái người mạnh thường quân nó chuẩn bị cứu con bé chó rồi, rồi người ta hiểu lầm. Rồi người ta hiểu lầm, ta không gửi tiền về, con chó nó chết. Không phải là cô Ngọc Đỗ hại chó chết đâu. Đó, chính tay, chính miệng cô Ngọc Đỗ hại con chó chết, thấy không? Còn con thì bây giờ coi như là cho dù mà có giông bão mưa gió cỡ nào á, con cũng chả sợ, con không sợ, con không sợ đâu. Còn á, giống như trời hại mình á, mình chết cái người. Nhưng mà đôi khi nói cô á, mình con làm cái việc này nè, nhiều khi cực nhọc lắm, cô. Cái tối mở điện thoại lên,
nhiều khi có những mạnh thường quân á, người ta nhắn tin ở con khỏe không Thi Lê, chúc chúc con sức khỏe dồi dào, con nghe nói chung là cũng mừng vui lắm. Thì từ phương xa bên Mỹ, Úc này nọ người ta cũng gửi tin nhắn hỏi thăm sức khỏe, mà khi mà cô Ngọc đổ tối bật tin nhắn lên toàn là chửi, chị thấy thằng Thi Lê là thằng khốn nạn, cô thấy không? Thứ nhất á, là cô Ngọc đổ chắc chắn là sẽ, con nhìn kỹ á, chắc cũng cỡ tuổi mẹ con rồi, thì có thể sanh con ra được rồi. Nhưng mà thứ hai á, là cô Ngọc đổ là trong Facebook á, là làm giảng viên trường đại học quốc tế gì đó, con không biết, là một cái ngành bên sư phạm, là cô giáo đó, mà khi không hay không mà chửi tục tiểu, chửi ví dụ như chửi tắt con không giờ nói đâu, tại trên Facebook cũng có nhiều người chửi lắm mà chửi tắt không à, TL ví dụ như đó, còn này ghi rõ cái họ, lôi cái họ con ra với cái tên ra luôn, Thi Lê là thằng cứu nạn, còn chán nản vô cùng luôn á. Con bây giờ cô nói đây lên nghe nè, khi mà con đăng bài á là ở dưới nó có bình luận đúng không? Đúng rồi. Mà con để ý đi, mấy trăm bình luận chỉ có một hai người là họ phản biện qua Lê. Đúng rồi. Thành ra con đừng, con phải lấy cái số đông để mà con còn phải đi tiếp nữa. Dạ. Con còn phải cứu nhiều con nữa. Dạ. Chứ không phải mà con gục ngã vì một hai người đó, không quan trọng. Dạ. Mà ý như hôm nay á, là cô lên đây cô cũng không có phải là cái cô Đỗ Ngọc gì đó, với cô hoàn toàn là cô không biết mặt mũi của cô đó làm sao. Nhưng mà hôm nay cô đến đây là cô chỉ mong là mỗi người chung tay lại đó để mà giúp đỡ cho mấy con vật. Còn nếu mà suy nghĩ cách để mà hại nhau á thì cô nghĩ là không nên. Tại vì cái thời buổi này là bây giờ là đang dịch bệnh kia là đại dịch luôn. Đúng rồi. Thành ra mình phải gán sao mình tạo cái phước đi. Dạ. Chứ mình đừng có gây thù chuốc oán nữa. Mà cô Hồng với cô Trang qua đây á, giống như là nói ra những cái lời này giống như là đang binh vật con vậy đó. Thì cô Hồng có sợ là người ta nói cô trời, chắc chắn bà chắc cũng bè phái, hai bà bè phái nên mới binh vực. Có nhiều lắm cô. Cô nói mạng xã hội nhiều lắm. Cô nói con nghe nè. Cô thấy con rất là tốt. Gửi cho bao nhiêu con cũng dâng vòng tay nhận hết. Chứ nhiều chỗ cô gửi không có ai nhận hết trơn. Dạ. Cô gửi mấy chỗ đã gọi điện không thèm nghe nói luôn. Tại vì cô á, cô á, cái tâm cô rất là thẳng. Dạ. Cô nói thiệt, nếu cô biết Thi Lê có một cái phốt mà thí dụ như Thi Lê làm hại con chó là nói thiệt, cô không có để yên Thi Lê. Chứ đừng có nói là cô fan với con, không có dạ. chuyện đó đâu. Dạ. Không bao giờ. Thì bây giờ ai muốn nghĩ sao nghĩ, do mỗi người có cái lương tâm đó. Dạ. Thí dụ người nào làm không đúng thì bị nghiệp quật thôi. Dạ. Cứ tự mình biết vậy đi. Thì hôm bữa cái clip mà nửa đêm con nói đó, thì sẵn clip này con cũng nói thêm lần nữa, thì chắc chắn một điều luôn, mỗi ngày con đều liên lạc với lại cái cô Ngọc Đỗ để con tìm lý do và hỏi lý do tại sao là cô chửi con. Mà cô Ngọc Đỗ này là coi như là người lớn mà coi như là thua luôn, thua đứa con gái con nữa, 3 tuổi rưỡi nữa. Bắt máy lên sột sẹt để vậy đó, là về chừng con lấy số lạ luôn, là chắc biết chắc đám tụi này nè chúng ai á. Rồi con mới nói thẳng luôn, con hỏi cô Ngọc ơi, tại sao lý do, tại sao cô chửi con khốn nạn, rồi tại sao bây giờ cô không trả lời. Cô chửi con xong con nghẹt họng luôn hả, không trả lời thiệt. Nhưng mà con nói rồi trong cái clip này luôn, con nói chắc chắn trừ khi nào mà con gọi cho cô Ngọc có giải thích cho con á thì con mới im vụ này. Khi lão chửi con giờ biết sai rồi, thành ra không dám con. Mà khi không, con không có dành và không có cái làm gì luôn. Trời ơi, mà thí dụ như hỏi cô Hồng nè, một con bé chó đang rơi vào cái chuẩn bị mà giống như là lò mổ hay là cái cửa tử, thì foster nào á lại kịp á thì cứu. Đúng rồi. Là quan trọng tính mạng của nó thôi, chứ không phải là một con chó là một cái viên ngọc hay là một cái đống tiền đô hay đống tiền Việt Nam gì đó, rồi xong nhào vô giành giật cắn xé đâm chém lẫn nhau. Không, vì một con chó không phải. Cái này là mình cùng chung tay, cùng foster, cùng hợp sức lại để cứu một con bé chó để cho nó sống đó. Mà con thấy có thiệt, tại vì cái con làm cái nghề bên youtuber mà đăng clip để lấy lượt xem để kiếm tiền thôi, chứ thật sự mà lúc trước con chưa cứu, từ khi mà cứu bé Phèn á thì cái duyên hay là cái nghiệp con á phải gánh.
từ 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 đó, chứ không phải là con Ngọc Đậu nói là con gom, có bao nhiêu mày gom về hết à, giống như nói cái theo cái kiểu mà giống như con giành giật chiếc cổ vậy đó. Trời ơi con ấy. Nhưng mà cô hỏi này đây. Dạ. Cái cô này là con nói là giảng viên trường là trường đại học quốc tế gì đó. Mà cổ có liên quan gì tới chó mèo mà giành giật cái gì đây trời. Mà trong cái cuộc mà con bé chó mà đăng lên cái hội nãy con nói cô đó, con không có giành giật gì luôn, con không có biết cái gì á. Tiện cái nhắn tin chửi tỉnh bơ luôn, con không hiểu chuyện gì xảy ra luôn. Cái gì mà vô duyên quá trời luôn á, con thiệt luôn á. Nhưng mà con không hiểu, con này con làm vậy để được cái gì ta? À. Tại sao mình phải hại mấy con vật vậy? À, thì mình con là con người mà, tại sao mình có kêu là mình tu bao nhiêu ngàn kiếp mình mới được thành cái thân người. Dạ. Còn nó không có tu tới nơi tới chốn, nó mới thành thân thân chó. Mà mình không thương nó, mình giống như là đàn anh đàn chị mà. Mình không thương nó, tại sao mà nè, quắt đuôi mình lại nói như cái cô gì mà con nói Đỗ Ngọc đó. Dạ. Dạ. Sao cổ nói vậy chi cho tội nghiệp mấy con vật này vậy? Thì con không biết là cô Ngọc Đảo là không biết cô Ngọc Đảo là có yêu thương chó hay không, không biết luôn. Thì đã ghé đến mấy ấm của con một lần rồi, nhưng mà cái tính của con hay về chừng lắm, con hay sợ lắm đó. Thì cái cách nói chuyện cô Đỗ Ngọc thì con thấy chắc chắn là không phải là cái người yêu thương chó, con nói thiệt. Tại vì khi mà vào mấy ấm á, có rất nhiều người, trước khi cô có thấy con đăng mấy đoạn clip không cô Hồng, ai cho vô á, con cho ai vô tụi nó mừng nhảy lên hung hít này nọ. Còn bả vừa vô một cái mà chạy ra mút chỉ đó, thôi đi ghê quá đi ra đó, rồi con dẫn mới ra đây đó. Thì con không biết, nhưng mà con thấy bả làm giáo viên hay gì, giảng viên gì đó, chứ con thấy bả là poster hay gì á, mà không biết bả làm như vậy bả được cái mục đích gì. Đúng rồi, cô nghĩ cũng lạ, tại sao mình là được làm cái thân người, đáng lý mình phải suy nghĩ, mình lấy cái chất xám của mình á. Dạ. Để mà mình cứu những con vật. Dạ. Không? Xong đó thì tiếp đó là cái người mà họ toàn tâm toàn ý để họ cứu con vật thì mình phải hỗ trợ chứ. Tại sao chắc cô nghi cái cô Đỗ Ngọc này cổ không có thương mèo chó hay sao? Đúng không? Dạ. Chỉ có không thương mới là nói vậy rồi. Ví dụ như những con chó nó đang được Mạnh Thường Quân cho đi tiền đi, thì mỗi tháng nó đều có ăn uống. Bây giờ cổ nói như vậy, cổ cũng không có lợi ích gì. Đúng rồi. Mà bây giờ vô tình là cổ lại hại mấy con chó như vậy, quá tội luôn thiệt á. Dạ. Cô nè, cô nói thiệt với Thiên Lai hả, hồi xưa cô tiền nhiều lắm, cô hả bất chấp luôn, cô vô cô cứu hả, là hiện bây giờ là rất là nhiều người biết cô á. Dạ. Con biết không, có ai mà như cô vậy nè, mà khi mà nó lôi con chó, cái thằng trộm chó nó lôi đi, con tin không, cô dí theo cho tới bằng được là con biết có thể là mất mạng luôn á, mà cô bất chấp luôn á Lê. Dạ. Cô bất chấp luôn. Thì hôm qua vợ con tức lắm. Nhiều khi hai chồng tức thiệt bùm lên máu luôn á. Vợ nói á, bây giờ á gọi cho cô Ngọc liền đi. Xuống đây dọn một ngày thôi. Đi mượn tiền góp thì Hải Phòng gì á, giang hồ cho 10 triệu liền luôn. Một ngày thôi cô. Cô nghe vợ con nói là kêu cái cô Đỗ Ngọc nó xuống dọn thân. Đúng rồi. Ngày, đúng không? Đúng rồi. Cho 10 triệu không? Đúng rồi, đúng rồi. Thôi bây giờ cô nói con nghe, cô tiệt tiền dữ lắm. Thôi để cô xuống cô dọn ngày cho. Không. Cô là cô dọn hả? Dạ. Cô đi vô cái nhà mèo đó. Dạ. Cô dọn 6 tháng trời là không lấy một đồng luôn lên đây. Dạ. Trời ơi. Cực khổ nói chứ lắm, mà tất cả nói thiệt nha. Dạ. Con có tâm con mới nuôi được như vậy, chứ mà không có tâm thôi không có ai mà nuôi được. Dạ. Hai con cũng không nuôi nổi nữa. Dạ. Chứ đừng có nói mà mấy trăm con. Trời, cô có nuôi cô biết mà. Đó giống như giờ đang nè. Mình thương mình mới nuôi nhiều. Đang ngày nào cũng phải xây coi thợ cất sao. Nói chung là cái hạn nhân nói cô Hồng có nhiều hạn như là poster người ta nói. Ờ không biết cứu con chó về có thương không? Câu hỏi cô Hồng nè. Cứu con chó về, chẳng hạn như hồi đó con cứu con bé Phèn đi, Yên Bé Lắc đi, con thương hai tụi nó quan tâm nhiều hơn. Thì bây giờ con cứu càng ngày càng nhiều rồi, hơn 300 bé rồi. Thì cái tình thương nó sẽ chia sớt ra mỗi người, mỗi đứa miếng chứ. Đó, chứ sao mà con chẳng hạn như là, nhưng mà quan tâm á là chắc chắn là sẽ quan tâm mỗi ngày rồi đó. Tất nhiên nó bệnh. Đúng rồi. Phải ẩm nó đi. Chứ với lại thứ hai,
cô thấy không, mấy ấm con tất cả con đều thả con hết và ngủ ăn uống gì nó im ghe, chứ con không phải là chẳng hạn như là những cái chuồng tầng này nọ, cứu xong dục vô, cứu xong dục vô cho ăn thôi, không có. Đó như cô thấy không, mỗi ngày bác sĩ đều qua hết, đều qua kiểm tra hết á. Con này hôm nay sổ dung, con này hôm nay phải chích ngừa, rồi con này hôm nay phải chích dại. Trời ơi, nó tập nó ăn cháo. Đúng rồi, nhưng mà ho không cho ăn cơm sao mất ngàn á, cho nó ăn cháo. Cháo dại nấu với thịt bằm á. Đúng rồi, nó mới ăn. Tại vì nó đâu có ở bên nhà cô đem qua cho ăn nè. Trời ơi, cô con nói thiệt, chắc cô Đỗ Ngọc đó tưởng 300 con chó chắc mỗi tháng chắc Mạnh Thường Quân chắc cho cũng khoảng 300.000 đô á. Bây giờ nè, mấy ngày nữa nè còn có 20 kg hạt à. Bây giờ đó vài bữa phải lên công ty nè. Với lại cái vườn nè cũng mới mua nè, 50 cái vườn. Đúng rồi, giờ có mình nuôi không. 50 cái vườn 8 triệu bạc. Con đâu có, con đâu phải như những người khác. Cả nhà ơi, hôm nay mình mua 50 cái vườn nè, 8 triệu giờ không có tiền, mua tiền góp hay là gì không. Tiền con có bao nhiêu móc ruột mua ra mua cho tụi nó để con chuẩn bị cho bên nhà mới. Đó. Đúng rồi. Chị mua rồi chị muốn cúng hoài như em à, giờ nếu mà em có đất có nhà lớn nè, em sẵn sàng em cúng cũng giống như vậy đó, bỏ không có được. Trời ơi, các em về nuôi luôn đi chị ơi. Cái thiệt nha, cô mà có nhà là rộng ha, cô đem về cô nuôi liền luôn á. Dạ. Cô thương lắm. Nó cười quá hả? Ờ, nó hiền quá ta. Nó bự, nó cũng chắc tuổi mấy à. Thấy không? Là cúng không? Vậy mà đem đi mần thịt. À, chắc này gần tuổi à. Nó còn hết. Thì đó còn tơ á. Trời ơi, lò cây son kìa. Nó sắp bị mần thịt thì sao á. Trời ơi, ba Ti Lê cúng nè, ba Ti Lê cúng con. Nghe. Không biết là bị đập đầu rồi. Lò cây son ra cô. Cây son. Cháu ngộ quá con ơi. Dạ. Nó như lai mặt ghê hay sao? Nó lai mặt ghê. Nó quá. Con chó này nó khôn quá, mặt nó hiền lắm. Dạ. Em thấy nó nhớ con chó mà không chết á. Bị thuốc á, chó lắm. Dạ. Con chó này sao rồi Bảo? Chó này ở đâu rồi? Con chó này là của cái chị gần phòng khám của em á. Là hồi sáng chị có ghé em thì nói là chị mới cứu được con chó là ở trong lòng mộ á. Tại như là có trong đó có mấy bé, nhưng mà chị đi ngang qua chị thấy có ông kia kìa, ông chùm lên tại con chó mà tự nhiên là anh em nói sao á, đập đầu nó chết. Thấy nó la rồi nó giãy giụa dữ quá, cái chị tội người có chị vô thấy bé này còn mối mình nó chị thấy nó quắt đuôi dễ thương quá, chị chuột xin chuột mà ống không cho nè. Gà đó gà bắt mèo quá. Xuống đi con, xuống đi con. Con ngồi xuống đây. Tôi cho nó vô cho gà. Gà thấy mấy mèo kìa. Dạng như là ông chịu, mới đầu là ông đòi là 1.5 triệu, cũng 1.2 triệu. Mà bà chị này bà nói là tôi cũng làm buôn bán nhỏ công nhân thôi, với lại nhà dạng như là chị nói với mình là nhà cũng nhỏ thì bây giờ cũng không có dạng được tích để nuôi đó, thì thôi bây giờ chị chấp nhận chấp chuột này về thì sẽ năn nỉ mãi ông kia, ông đòi chuột là 1 triệu. Thì ông kia cũng ok. Thế là chị nó lên phòng khám của em thì nói là thì bây giờ là như vậy đó. Thì gọi cho anh Thi Lê mà anh Thi Lê kêu là ok thì thôi bây giờ cứ gửi để bên bác sĩ Bảo đi để chiều chạy qua nè. Thì anh này á mới đầu vô là có cảm tình tại vì nó dễ thương lắm. Đúng rồi. Gọi đen cái là quất đuôi liền nè. Đó thấy không? Là con này cũng chuẩn bị làm thịt luôn hả? Con chó này mà nó chuẩn bị làm thịt mà luôn. Không kịp á là đã đập cái con chó của anh của nó hay em của nó rồi. Là chuẩn bị đập nó mà hên cái cô kia vô ha. Dạ. Con là cái phước con lớn lắm nha con. Mà cái cô kia nói chung là cô kia cũng thương cực kỳ luôn. Dạng như là cũng muốn nuôi nhưng mà bây giờ nhà đã có 2 bé rồi. Nhưng mà giờ nhà ở trọ mà. Nhà có 2 mấy mét vuông mà, đâu có rộng rãi gì đâu. Nên là bây giờ thôi chuột ra rồi mang đi cho anh Phi Lê để anh tu mang. Chứ bây giờ là không còn cách nào hết. Nằm xuống. Đó, nằm xuống đi bà. Thôi, chim nằm xuống. Cười ghê. Nằm xuống.